bôn ba khắp nẻo xương trần. Nay con về với cửa nhân cõi thiền, bỏ lo âu bớt ưu phiền, tĩnh tâm tìm phút bình yên riêng mình. Đội lễ lên ý chùa, hôm nay chúng con thành tâm đội lễ lên ý chùa, thắp một tuần nhang hướng về Đức Phật, tâm trí nhẹ nhàng phong thái nghiêm trang. Con nguyện cầu hai chữ bình an. Quỳ dưới Phật ni đàn, ôi linh thiêng phút giây bình yên. Quỳ dưới Phật ni đàn, chuông mõ ngân vang kệ kinh lắng lại, con thấy trong lòng như có nắng ban mai, như nhiệm màu Phật pháp giảng ngời soi. Sống ở trên ý đời, luôn tu tâm tích nhân người ơi. Sống ở trên ý đời, nhớ lời Phật dân từ bi bác ái, hỷ xả chân thành cho phúc đức sinh sôi, cho cuộc đời mãi mãi yên ý. Trong nhân gian biết bao khổ đau, cứu khổ ý muôn ý người, hiện hữu muôn ý nơi Phật. Trong tâm đó ai có lòng thành Phật độ chứng minh, tâm đức Phật, Phật ở trong ý tâm. Xóa hết đi lỗi lầm, khi tâm ta sáng trong thiện nhân. Xóa hết đi lỗi lầm, không làm ác nghi gian, chăm lo công đức chung sức xây đời, hạnh y phúc ấm no Phật trong đời, Phật chiếu Phật chứng.